là đầy đủ, là có thịt này luôn hả chị? Hả? Là thịt này luôn hết đúng không? Không, không có gà đó, không có thịt, còn có bao nhiêu là đầy đủ hết. Đầy đủ chả lụa, lạp xưởng này kia. À. Là coi như là ăn đầy đủ á em. Dạ dạ. Tại vì thấy có gà đó là nhiều lắm á, nguyên miếng sợ ngán á. Ủa thấy bên kia nó có đồ chua đó là cái gì? Có đồ chua luôn á. Em vừa xôi thôi, em không ăn xôi nhiều. Vừa đây được chưa? Rồi rồi. Cái gì cơ? Rồi đợi chị. Đồ chua không em? Rồi rồi, vừa vừa thôi. Bắp đây mở hành ha. Dạ dạ. Ủa có chặt chặt giùm em ơi. Chặt không em? Chặt rồi. Nhỏ. Rồi chặt đi giùm em. Để một cốc cho em thôi. Rồi được rồi, rồi rồi.